Trong tập trước, Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Arsenal tại vòng 33 của Ngoại hạng Anh. Tỷ số cuối cùng là 3-2 và phần thắng nghiêng về thầy trò HLV Guinole. Sau đó 3 ngày, Quỷ Đỏ tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford tại tứ kết lượt về UEFA Champions League. Với bản lĩnh của mình, đoàn quân của HLV Guinole có được chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó góp mặt tại bán kết UEFA Champions League với tổng tỷ số 3-1. Sau đó, Quỷ Đỏ tiếp tục thi đấu thêm 2 trận đấu nữa. Đầu tiên là trận thua 2-0 trước Chelsea tại bán kết FA Cup và chiến thắng 3-1 trên sân của câu lạc bộ Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Rồi anh em ơi, và đây là bảng xếp hạng hiện tại của Ngoại hạng Anh. 33 vòng rồi, vẫn có nhiều đội bóng đã thi đấu vòng 34 rồi. Và hiện tại thì Man City đang đứng đầu với 77 điểm anh em ạ. Ở tập trước sau những trận đấu sẩy chân thì Quỷ Đỏ của chúng ta hiện tại đang rơi xuống vị trí thứ 2 với 76 điểm. Chúng ta đang bằng điểm với đội bóng xếp thứ 3 đó là Tottenham Hotspur. Và cuộc đua vô địch bây giờ sẽ là cuộc đua tam mã giữa Man City, Man United và Tottenham thôi. Tuy nhiên thì Man City đang đá hơn chúng ta một trận. Và nếu như Quỷ Đỏ có được chiến thắng tại vòng đấu thứ 34 ấy, thì chúng ta sẽ có cho mình 79 điểm và leo lên vị trí đầu bảng với khoảng cách hơn 2 điểm so với đội bóng nửa xanh của thành Manchester, điểm qua những đội bóng ở trong nhóm top 8 thì bao gồm Liverpool đang xếp thứ 4 này, cùng với Arsenal, Villa cùng với Chelsea và West Ham xếp lần lượt vị trí thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Trong khi đó tại nửa dưới của bảng xếp hạng thì chúng ta đã xác định được cái tên đầu tiên sẽ xuống chơi tại Championship, đó là Norwich City. Bây giờ thì cuộc cạnh tranh cho vị trí ở lại với Ngoại hạng Anh sẽ là giữa Leeds United cùng với Burnley và câu lạc bộ FC Bournemouth. Hiện tại thì khoảng cách của Leeds United với Burnley chỉ là hiệu số và 3 điểm so với đội bóng xếp thứ 19 đó là FC Bournemouth. Tại vòng đấu thứ 34 thì Quỷ Đỏ sẽ có trận đại chiến với Tottenham Hotspur trên sân nhà Old Trafford. Điểm qua những trận đấu còn lại bao gồm Brighton đối đầu với Barnet, Chelsea cùng với Norwich, Fulham đối đầu với Liverpool, Newcastle đối đầu với Burnley và Everton tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà của mình. Vâng, chúng ta sẽ bước vào buổi báo trước trận đấu này anh em ạ. Một trận đấu cực kỳ căng luôn và có thể coi như là trận đấu mang tính chất 6 điểm. Hiện tại thì cả Tottenham và Man United đang có cùng điểm với nhau. Chúng ta đang đều có được 76 điểm hết. Và nếu như một trong hai đội có được 3 điểm sẽ lấy đi vị trí đầu bảng từ tay của Man City. Rồi, câu hỏi đầu tiên đó là Are you confident you will make the Champions League? Bạn có tự tin có thể làm hay đại loại là kiếm được vé tại Champions League mùa giải tháng 5 hả anh em? Một câu hỏi mà mình hiểu hai nghĩa. Một đấy, đó là chúng ta có thể vô địch Champions League hay không? Vì hiện tại thì Quỷ Đỏ cũng đã đang đi tiếp tại giải đấu này. Câu hỏi nghĩa thứ hai mà mình hiểu ấy, đó là chúng ta có thể giành được vé từ Champions League hay không? Đại loại thì ok, mình sẽ trả lời là chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể làm được, chắc chắn là như vậy đi. Ok. Rất căng anh em ạ, chúng ta đã bị loại tại FA Cup này, dừng chân tại Carabao Cup này. Bây giờ thì sẽ chỉ còn hai đấu trường để Quỷ Đỏ có được cơ hội vô địch và hoàn tất U23 mùa giải năm nay. Chúng ta đã có được siêu cúp châu Âu rồi, à chính xác hơn đó là siêu cúp Anh đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo đó là Are you confident you win is today? Bạn tự tin bạn sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này hay không? Ok, the last only thinking one thing đi. Ok, chúng ta sẽ trả lời một câu để có thể tự tin này bước vào trận đấu này, khích lệ tinh thần của các học trò cũng như là làm sôi động luôn các cổ động viên, các Manusian của mình. Các cổ động viên đã trông chờ vào danh hiệu quốc nội rất lâu rồi. Câu hỏi cuối cùng đó là your last win have the opposition worry, có lo lắng hay không? It about the result đi, hoặc là confident count đi. Mùa giải sẽ chỉ còn 4 vòng đấu nữa nếu như tính luôn vòng đấu thứ 34 anh em ạ. Rất căng. Cuộc đua vô địch đang cực kỳ căng luôn. Đây rồi, những hình ảnh nóng hổi tại sân vận động Old Trafford, sân nhà của Man United. Chúng ta sẽ hướng tới trận cầu 6 điểm, trận đấu thuộc vòng đấu thứ 34, trận đấu giữa Man United và Tottenham Hotspur. Hai đội bóng đang xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 đều cùng 76 điểm. Và nếu như một trong hai đội có được 3 điểm ở trận đấu này thì họ sẽ lấy đi ngôi đầu bảng từ tay của Man City. Đội bóng đã thi đấu sớm vòng đấu 34 và đang có cho mình 77 điểm anh em ơi. Một trận đấu rất căng thẳng và nếu như cả hai đều có một kết quả hòa thì đội bóng hưởng lợi nhất sẽ là Man City. Hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu rồi. Bruno, đây rồi, tình huống chọc cây xuống dành cho Kvaratskhelia. Pha lên bóng đầu tiên của Quỷ Đỏ, Kvaratskhelia dứt điểm, tỷ số được mở rồi. Phút thứ 4 và Quỷ Đỏ đã mở tỷ số trên sân nhà của mình ở vòng đấu thứ 34. Pha lên bóng đầu tiên của đoàn quân huấn luyện viên Guinole. Và một lần nữa thì chúng ta lại khen ngợi với khả năng chuyền bóng của Bruno Fernandes. Và một pha dứt điểm rất hay đến từ bom tấn hơn 100 củ Kivica Kvaratskhelia. Một mùa giải mà gà trống đã có một khởi đầu không thể tệ hơn, nhưng họ lại dần vươn lên. Đây rồi, cơ hội lên bóng tiếp theo dành cho Quỷ Đỏ này. Artem Dobik. Dobik quyết định dứt điểm ngay. Vẫn còn Kulusevski, quả tạt vào, đánh đầu, không phải là pha đánh đầu mà đó là tình huống ập vào đến từ Kvaratskhelia. Cánh bên kia có Kulusevski kìa. Kulusevski không được. Dobik hay quá nhỉ. Rất nhịp nhàng, đây là Davy. Đây sẽ là pha bóng cuối cùng của hiệp 1. Davy tình huống chuyền bóng vào dành cho Kulusevski không được. Vẫn còn Bruno. Vẫn còn Bruno.
Trọng biên với Phimpong. Phimpong, ôi kìa, một cầu thủ đang nằm sân. Ai vậy? Và có lẽ hiệp 1 sẽ khép lại sau pha bóng vừa rồi. Có một cầu thủ của Quỷ Đỏ đang nằm trên sân anh em ạ. Madalena. Bruno. Đây rồi, Kivica Kavaskelia. Tình huống xoay combo của Kavaskelia. Không vào. Bruno. Vào. Tỷ số là 2-0 rồi. Vào rồi anh em ơi. Tưởng chừng như bóng sẽ đi ra ngoài nhưng không. Cú đá phạt của Bruno đã đưa bóng vào lưới và đánh bại Vicario. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng thứ hai của Quỷ Đỏ. Một pha dứt phạt tuyệt vời của đội trưởng Bruno. Bóng đã qua được hàng rào. Và mặc dù thủ môn Vicario đã cố gắng bay người hết cơ nhưng cũng không thể làm được gì. 2-0 cho Quỷ Đỏ. Bruno. Dứt điểm ngay đến từ Bruno. Dobic. Đây là giveaway Dobic. Đây rồi, Dobic đã vượt qua được Pedro Porro. Dobic làm gì? Dobic trả bóng lại dành cho giveaway. Suýt nữa là 3-0 dành cho Quỷ Đỏ. Pedro Porro. Khó cho tốt quá. Solomon. Richarlison. Không được. Vẫn là tốt. Dứt điểm. Cú đá cuối cùng đến từ tiền vệ Ivan Pizuma. Hết giờ rồi, chắc chắn là hết giờ rồi. Chúng ta sẽ có được 3 điểm anh em ơi. 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Pedro Porro. Cầm được. Đó là sự bất lực của cao thủ Tottenham Hotspur. Và chúng ta đã nổi tiếng còi để kết thúc trận đấu 6 điểm giữa Man United và Tottenham Hotspur tại vòng đấu thứ 34 của Ngoại hạng Anh. Tỷ số cuối cùng là 2-0 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Guinole. Với chiến thắng này thì Quỷ Đỏ sẽ có cho mình 79 điểm và chúng ta sẽ lấy lại vị trí đầu bảng từ tay của Man City. Mùa giải sẽ chỉ còn 4 vòng đấu nữa thôi. Và Quỷ Đỏ đang nắm quyền tự quyết để hướng tới danh hiệu quốc nội sau rất nhiều năm. Vâng, mặc dù có được chiến thắng quan trọng trước Tottenham Hotspur, tuy nhiên thì với cái giá chúng ta đã phải trả một cái giá tương đối đắt khi mà Dejan Kulusevski sẽ nghỉ hết mùa giải nhà bạn. Chúng ta sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền đạo người Thụy Điển trong phần cuối của mùa giải. Với một chặng cuối mà chúng ta đang rất cần những cầu thủ như Kulusevski, tuy nhiên với chấn thương hiện tại thì cầu thủ này sẽ vắng mặt hết mùa giải năm nay với chấn thương 3 tháng anh em ạ. Chấn thương broken toe, mình không biết là chấn thương này là dây chằng hay là gân queo gì nữa, nhưng mà 3 tháng anh em ơi, rất là bàn căng với lực lượng hiện tại của Quỷ Đỏ anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với C1 và hiện tại thì giải đấu này sẽ chỉ còn 4 đội bóng nữa thôi và hai cặp đấu. Paris Saint-Germain đối đầu với Man United và Juventus đối đầu với Arsenal, hai đại diện của bóng đá Anh, và cùng với đó là một đại diện Pháp, một đại diện Italia anh em ơi. Đây là những hình ảnh tại sân vận động Parc des Princes, này còn được biết đến với cái tên là công viên Cao Hoàng Tử, sân nhà của Paris Saint-Germain. Và chúng ta sẽ đến với bán kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải năm nay, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Manchester United. Cặp đấu còn lại sẽ là giữa Juventus và Arsenal. Liệu sẽ có một trận chung kết toàn Anh diễn ra một lần nữa hay không, hay là cặp đấu giữa PSG và Juventus tại trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá cấp câu lạc bộ bậc nhất tại thế giới thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ đối đầu với con quái vật Mbappe anh em ạ, và hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu rồi. Cũng là một thử thách đấy. Đây rồi, sai lầm của Marquinhos. Một sai lầm chết người của trung vệ người Brazil, Nathan Dobic. Dobic bấm bóng và tỷ số vẫn được mở cho Quỷ Đỏ 1-0 rồi. Một pha ghi bàn sau sai lầm chết người của Marquinhos. Dobic đã tận dụng được sai lầm đó để mở tỷ số dành cho Quỷ Đỏ 1-0. Một pha mất bóng có thể coi như là rất vô duyên, rất thiếu trách nhiệm đến từ trung vệ Marquinhos, một trong những cái tên luôn mắc lỗi khi mà PSG lọt vào vòng đấu tứ kết hay là bán kết của Champions League. Trung vệ này luôn rất báo với đội bóng đến từ thủ đô Paris Saint-Germain. Đấy rồi, Dobic lấy được bóng đến từ Acuña. PSG đang có một khởi đầu không tốt ở trận đấu này. Dobic tình huống chuyền ra dành cho Kavaskelia. Bóng trả ngược lại dành cho Fede Cadioglu. Cadioglu quả tạt vào. Bóng đã được phá bởi trung vệ Marquinhos. Và phạt góc đầu tiên. Đánh đầu. Suýt nữa là 2-0. Vẫn còn Bruno. Không được. Sẽ cẩn trọng với Mbappe kìa. Mbappe. Dứt điểm. Đó là câu trả lời của PSG. Kobbie Mainoo. Ui, một đường chuyền ngang rất nguy hiểm của Mainoo. Mainoo đã vượt qua bởi Vitinha rồi.
Vẫn là Vitinha, dứt điểm ngay. Đá cận chân của Vitinha đang chưa thực sự tốt. Kvaratskhelia đi bóng hay này, nhưng đường chuyền đã bị bắt bài bởi Marquinhos. Đây là Leon Goretzka, Ousmane Dembele. Để chuyển lỗi của Dembele, chọc cái hay, nhưng trọng tài lại không cho phép lợi thế. Và thay vào đó là một tấm thẻ đỏ dành cho Trent Alexander-Arnold. PSG sẽ chỉ còn chơi với 10 người trên sân nữa thôi. Một tình huống phạm lỗi của Kiko thủ Liver. Và ngay lập tức thì PSG thay người, Xavi Simon sẽ được rút ra nghỉ. Và hậu vệ Lucas Hernandez sẽ được tăng cường. Kvaratskhelia không được. Và lấy bóng đến từ Lucas Hernandez. Ousmane Dembele, Mbappe hay quá, đó là Van der Ven. Kvaratskhelia, Bruno, dứt điểm ngay đến từ Bruno. 85 thì những cái tên như Alejandro Garnacho hay Manu sẽ được đưa vào sân. Nhưng trước tiên thì Quỷ Đỏ cần phải thủ đã. Vitinha vượt qua được Frimpong rồi. Vẫn là Vitinha, được chuyển ra và cơ hội dành cho PSG không vào. Cú đá lên rời đến từ Ousmane Dembele. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của kỳ cầu thủ Barcelona. Phạt góc dành cho Quỷ Đỏ này. Đánh đầu, đây rồi, dứt điểm. Đó là pha vô lề của Kvicha Kvaratskhelia. Thêm một quả góc nữa. Đánh đầu, đây rồi, Dobic không vào. Trời ơi, tiếc quá. Frimpong, đây rồi, hay quá Garnacho. Đường chuyền dành cho Gibway. 2-0 rồi anh em ơi, 2-0 rồi. Và đó là Morgan Gibway. Sự thay người hợp lý và phát huy một cách tuyệt vời đến từ huấn luyện viên Guinole. Gibway vào sân để thay thế vị trí của Bruno. Trong khi đó thì Garnacho vào sân để thay thế cho Greenwood. Và hai cái tên này đã phối hợp với nhau để nâng tỷ số lên thành 2-0 dành cho Quỷ Đỏ. Một tình huống bấm bóng quá hay của Gibway. Cả hai bàn thắng của Quỷ Đỏ ở trận đấu này đều là những tình huống bấm bóng qua đầu thủ môn. Vị trí của Mbappe gần như bị khóa chặt bởi trung vệ Mickey van der Ven và pha mất bóng tiếp. Garnacho, Gibway được chuyền dành cho Kvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia tình huống căng ngang vào, vẫn còn, ui không được. Mbappe, đây là Dembele, à không, đó là Kolo Muani, đây mới là Mbappe này. Mbappe làm gì? Mbappe đi bóng, Mbappe vượt qua được Lacrosse, Mbappe đối mặt với Konana, nhưng không có bàn dành cho Mbappe. Sẽ chỉ có góc mà thôi. Một tình huống xử lý cá nhân của Mbappe, cú đá vẫn hơi hiền anh em ạ. Một cú đá vẫn hơi hiền với Onana. Và phạt góc, đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Cơ hội để PSG có được bàn để nuối hy vọng ở lượt về. Thủ môn Donnarumma cũng đã băng lên rồi. Bù giờ hết rồi, phút bù giờ hết rồi anh em ơi. Nào. Ui, phá bóng lên rồi. Phá bóng lên và hết giờ. Chúng ta có được chiến thắng 2-0 trên sân công viên Các Hoàng Tử của PSG tại lượt đi bán kết C1. Một chiến thắng để cho thấy Quỷ Đỏ đang cực kỳ tự tin và cực kỳ nghiêm túc tại C1 mùa giải năm nay. Với những bàn thắng của Arthur Dobic và Morgan Gibway, chúng ta sẽ có một lợi thế tương đối lớn trước khi trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón PSG anh em ơi. Tấm vé C1 sẽ chỉ cách Quỷ Đỏ một trận đấu nữa thôi. Tấm vé vào chơi trận chung kết. Rồi, hiện tại thì lịch thi đấu của Quỷ Đỏ đang rất căng. Và tất cả những trận đấu của Quỷ Đỏ cho tới đến hết mùa giải năm nay đều sẽ là những trận chung kết. Cả Champions League và ngoài hạng Anh cũng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà tại vòng đấu thứ 35 anh em ạ. Man City đã thi đấu sớm một vòng rồi. Họ đã thi đấu sớm vòng 35 và đang có cho mình 80 điểm, hơn Quỷ Đỏ 1 điểm. Và đội bóng này đang tạm thời dẫn trước Quỷ Đỏ, tạm thời đứng đầu bảng anh em ơi. Chúng ta sẽ cần phải có được 3 điểm ở trận đấu này để tiếp tục duy trì vị trí 2 điểm cùng với Man City. Đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ sẽ không có được sự phục vụ của Arthur Dobic cùng với Bruno Fernandes cùng với Kvaratskhelia và tất nhiên cả Kulusevski nữa, khi mà những cầu thủ này gặp vấn đề thể lực anh em ạ. Hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu rồi. Tình huống đổi sang cánh của Magno hay, vẫn là Magno hay, qua được hai người rồi. Magno, tỷ số được mở cho Quỷ Đỏ phút thứ 10 và xử lý 10 điểm của Magno. Messi à,
Messi của MU anh em ơi, xử lý quá mượt anh em ạ, qua người này, ui rồi ôi, khiến cho hàng phòng ngự của Fulham trở thành những gã hề trước khi tung ra một pha dứt điểm cũng rất rất hay để đánh bại Berlino. Quá đẹp mắt. Pereira, cầu dành cho Fulham, nguy hiểm. Đó là cú đá đến từ Vinicius. Đấy rồi, Magno. Magno đường truyền dành cho Justin Diu. Justin Diu không vào. Vẫn là Pahinha không vào. Davy hay. Chọc cái hay dành cho Garnacho. Garnacho, Bruno. Casemiro. Đường truyền xuống dành cho Gibway. Gibway chuyền vào không, không vào. Rất khó để cầu thủ này có thể cạnh tranh vị trí đá chính cùng với Kivica Kvaratskhelia. Wilson, việt vị không, không việt vị đến từ Munir. Munir nguy hiểm. Và đấm bóng của Onana. Nếu như trận đấu này không có được 3 điểm thì sẽ là thảm họa với Quỷ Đỏ. Phá bóng đi. Rồi, phản công, phản công. Gibway. Gibway. Cúp dù này, đây rồi. Cúp dù lỗi rồi. Ôi như vậy là không lỗi kìa. Không có lỗi của Fulham. Iwobi. Munir. Hay, đó là Konsa. Trận này Konsa đã xứng đáng để chúng ta khen ngợi. Konsa. Và đi bóng đến từ trung vệ đi Konsa. Konsa. Ui, Konsa để mất bóng rồi. Bây giờ là pha lên bóng của Fulham. Harry Wilson. Đây là tiền đạo Munir. Munir. Munir vượt qua được Antonio Silva rồi và pha dứt điểm của Munir. Rất may là Quỷ Đỏ chưa nhận bàn thua. Casemiro đã được rút ra nghỉ rồi. Người vào sân sẽ là Lemina trong khi đó bên phía Fulham. Brian rút ra nghỉ và người vào sân đó là Mbappé. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Penalty cho Fulham rồi. Người phạm lỗi là cầu thủ trẻ Justin Diu. Thôi xong rồi, toang rồi. Một cái ngáng chân rất non kinh nghiệm của Justin Diu với quân AP. Fulham sẽ hưởng một quả phạt đền. Và người thực hiện sẽ là cựu tiền vệ Liverpool Harry Wilson. Chúng ta sẽ trông chờ vào Onana thôi. Onana không vào. À chính xác hơn, nó là có bàn cho Fulham. Onana đã không thể cản phá được. Và một đều phút thứ 78. Lemina. Tình huống chọc cái xuống dành cho Gibway. Gibway. Lemina. Bóng được đẩy ra biên dành cho Garnacho. Lemina. Đây ơi, Gibway. Gibway không vào. Hết rồi, trời ơi, toang rồi. Trận hòa trên sân nhà trước Fulham. Không biết lý do tại sao mà các cầu thủ viên vẫn đang mừng cơ. Chúng ta sẽ chỉ có được 80 điểm ở vòng đấu thứ 35. 80 điểm và bằng điểm với Man City cơ. Mà nếu như xét hiệu số thì có vẻ như là chúng ta đang hơn anh em ạ. Chúng ta đang hơn với đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên thì mùa giải sẽ chỉ còn 3 vòng đấu nữa thôi. Vẫn chưa thể biết đâu sẽ là nhà vô địch của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Rồi, chúng ta sẽ hoàn tất luôn trận lượt về của bán kết UEFA Champions League ngay tập này luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ bước vào buổi họp báo ở trận đấu này nào. Lượt đi thì chúng ta có được chiến thắng 2-0 và một lợi thế tương đối lớn ở lượt về. Tất nhiên thì chúng ta không thể chủ quan được. Ok, đây là câu hỏi, đó là you a go round on you. Đại loại là chúng ta có thể đi tiếp hay không. Ok. Chúng tôi muốn một màn trình diễn tốt dành cho fan của chúng tôi. Paris Saint-Germain vẫn luôn là một trong những đội bóng chất lượng. Ok, we want a good show for our fans. Câu hỏi thứ hai là gì đây? How will you approach the game? Sẽ có đấu pháp gì ở trận đấu này à? Ok, we are focused on the performance. Chúng tôi sẽ tập trung tất cả những gì mà chúng tôi đạt được. Mọi thứ. Câu hỏi cuối cùng này. Đó là can you keep this great run going? Ok, sẵn sàng chưa? Ok, I think the more to come đi. Okay, thanks guys. Next time. Okay. Đây là Xavi Simon, cầu thủ đang là vua phá lưới tại Champions League mùa giải năm nay. Tuy nhiên thì ở lượt đi thì Xavi Simon cùng với chủ tịch Mbappe đã gần như mất tích trước hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ. Như vậy thì hiệp 1 trận đấu lượt về bán kết UEFA C1
đã được bắt đầu rồi. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho Quỷ Đỏ. Maidu lên bấm dành cho PSG. Barella sẽ cần phải cẩn trọng với PSG. Hay, ô kìa, vẫn là PSG. Nguy hiểm. Cú đá cuối cùng đến từ Simon. Kulusevski dính chân tường và mất tới 3 tháng nghỉ hết mùa là điều cực kỳ tiếc với Quỷ Đỏ. Ở thời điểm hiện tại đây là Kozeska. Lợi thế dành cho PSG, dứt điểm. Đó là cú đá đến từ Vitinha. Vitinha cũng là cái tên mà ở lần đi đã hay nhất bên phía PSG. Không phải Mbappe mà chính là Vitinha, nhưng đây là cơ hội dành cho Dembele. Một cú đá khiến cho Onana phải tập trung và cảnh giác. Vitinha, cơ hội dành cho Xavi Simon. Đường chuyền ra nguy hiểm, bóng chạm vào cột dọc. Một quả đá phạt cho PSG và người thực hiện sẽ là đội trưởng Kylian Mbappe đánh đầu. Và bóng lên đi, nguy hiểm thật sự. Rồi phản công, đôi bích. Đây rồi, Guimarães. Guimarães, đây rồi, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia làm gì? Kvaratskhelia 1-0. Đây chính là đẳng cấp của một ông lớn. Chúng ta mặc dù bị ép từ đầu trận, chúng ta phải hứng chịu những cơ hội, những sức ép đến từ đối phương, nhưng chỉ cần một sai lầm hay là một tình huống phản công thì chúng ta đã tận dụng được. Và đây chính là lý do vì sao mà Quỷ Đỏ đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho vị trí vô địch Champions League mùa giải năm nay. Một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng để đánh bại Donnarumma đến từ Kivica Kvaratskhelia anh em ơi. Ui rồi, đây là phó chủ tịch Mbappe. Cú đá lên khán đài của Mbappe. Mbappe có lẽ là bất lực và cũng như là một cú đá giải tỏa tinh thần đến từ phó chủ tịch Mbappe. UEFA Champions League sau nhiều năm của Quỷ Đỏ thì chỉ còn cách 45 phút nữa thôi. Đường chuyền hay của Kvaratskhelia. Davy qua được Mukiele rồi. Đường chuyền dành cho Atom Dovic. Nhưng đây không phải là một đường chuyền hay là pha dứt điểm vậy. Có góc này. Đánh đầu này. Đó là pha đánh đầu đến từ trung vệ Eric Gonza. Quả tạt của Davy dành cho Dovic đánh đầu. Rất nguy hiểm. Dembele vượt qua được trung vệ Marcel Clacross rồi. Phía trong có Mbappe kìa. Mbappe. Cơ hội. Như vậy thì số đã quân bình 1-1 cho PSG. Và đó là tiền vệ Xavi Simon. Cuối cùng thì PSG cũng đã chọc thủng lưới Quỷ Đỏ. Chỉ còn Konsa và Phimpong mà thôi. Mukiele đang cực kỳ vất vả trận đấu này với Kvaratskhelia. Pha đi bóng cực kỳ lắt léo của Kvaratskhelia. Qua người tiếp này, Kvaratskhelia căng ngang, dứt điểm. Không được. Chạy người đang băng lên đó là Vitinha. Đường chuyền dành cho Vitinha. Vitinha không được. Dembele. Lỗi của Davy với Dembele và nên nhớ Dembele. Ôi xong rồi, một tấm thẻ vàng tiếp dành cho Davy và tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Canada. Quỷ Đỏ bây giờ sẽ chỉ còn với 10 người trên sân nữa. Không được. Ui, tôi xong rồi. Hoan hô Nana. Ui rồi ôi, một tình huống giật mình. Và tạt bóng. Ui, tôi xong rồi. Ui, một quả góc nữa dành cho PSG. Đây rồi, Bruno. Tránh ra Fimpong ơi. Bruno. Phía trong có Kvaratskhelia kia. Không vào. Vẫn là đường chuyền hơi mạnh của Bruno. Và mất bóng của mặt quỷ nhốt. Kvaratskhelia. Vẫn là Kvaratskhelia. Bruno. Đường chuyền dành cho Kobbie Mainoo. Động tác giả của Mainoo. Bruno. Dovic. Bruno. Và hết giờ luôn. Quỷ Đỏ sẽ tiến vào chung kết Champions League mùa giải năm nay anh em ơi. Chung kết rồi. Mùa giải thứ hai của huấn luyện viên Guinole. Với những sự đầu tư, với những triết lý mà chúng ta đã tin tưởng vào chiến lược già này, chúng ta đã góp mặt vào chung kết C1 rồi. Những gì mà những cái tên tiền nhiệm trước đó như Erik ten Hag, Solskjaer hay là huấn luyện viên Ramnick đều không làm được. Bây giờ thì huấn luyện viên Guinole đã làm được rồi. Tất nhiên thì chúng ta sẽ muốn vô địch hơn nữa cơ. Tập này sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo trên kênh của Win Gaming.